Mùa hoa phượng tím nha mọi người, bây giờ là cuối mùa rồi. Cây này nó nở chóng vánh ghê á. Trời, rụng lả tả luôn này. Mới đi làm về nha mọi người. Sáng là mình có order ở trên Google đó, thì mình đăng ký là 15 đô một tháng để mà họ giao hàng tới cho mình nha. Thì mọi người ơi, cái này không biết phải của mình đâu, không phải của mình, ba cái này là của mình nè. Bây giờ mình xách vô. À, mình mua hai vị trứng nè. Chả cây ha, cũng là chả cây luôn á mọi người. Ây da, giờ mình xách nha. Chỗ nó nè. Wow, sao nặng dữ. Ba giỏ. Tiện ghê đó mọi người ơi. Tháng đầu đang free nữa. Trời rồi rách luôn rồi. Nó nặng quá. Thôi bây giờ mình sẽ tắt nha. Mình sẽ xách hai tay ha. Để quay thử mình mua cái gì cho mọi người xem nha. Hôm nay đi shopping. Nãy mình có mua hai vị trứng là mình cất rồi nha mọi người. Đây là xoài này. Trời, 2 đô một trái nha mọi người. Đó, quả này bự quá trời. Quả đây là mình lấy ra mình chuẩn bị cắt nè. Quả đây thì nhỏ hơn, đây là loại khác nha. Đó, hai loại khác nhau, mỗi quả 2 đô nè mọi người. Chuối. Chuối này như 3-4 đô gì đó mọi người. Trộn xem. Lấy chuối. Chuối này chuối chín nha, nó còn sống nè. Bơ nè mọi người, 5 trái ha. Bơ trong mỡ ốc này, 5 trái đây thì là gần 9 đô đó mọi người. Bơ này cũng chưa chín luôn nha. Với lại mình mua hai cái hộp cá, cá tuna với cá hồi đó mọi người, cá ngừ với cá hồi. Thì hai cái hộp này giống như là đồ hộp ở bên Việt Nam đó mọi người, nên nó cũng rất là rẻ, tầm khoảng 1 đô mấy à. Thì mình ăn thử mình thấy cũng khá là ngon với tiện á, bỏ vô xong rồi mình nêm lại xíu gia vị rồi mình bỏ lò vi sóng là mình ăn được với cơm rồi đó. Có ngày nào mà lười đường thì có thể nấu có nha. Và bắp cải nè, cà chua bi nè mọi người. Đó, mình bên đây là mình toàn nấu cà chua với trứng là cà chua sốt thịt vậy đó. Trời ơi, quả thơm, nửa trái thơm thôi. Ở bên đây bán nửa trái không à mọi người, nửa dưa hấu cắt ra rồi nửa trái thơm rồi nửa trái dưa lê dưa gì đó, tại một trái nó đắt quá mọi người ơi nên họ cắt ra nửa dễ bán hơn. Đây mình mua một túi lê mà hết lê, cái họ chuyển qua táo luôn đó, họ tự chuyển chứ họ không có hỏi là mày muốn chuyển không đâu. Đó, mua trái bắp mọi người, trái bắp là cỡ gần 1 đô nha. Là nó nhỏ xíu à, nó giống kiểu như là bắp em bé, bắp baby ấy, nó chưa có trưởng thành đấy. Nhưng mà cái này à, luộc ăn cũng ngon đó. Đó mọi người, đi chợ có trái cây, thịt thì mình có mua sẵn để trong tủ lạnh rồi, cho nên là không cần mua. Rồi, mua trái cây thôi nha. Cái này là mình mua ở Woolworths nha mọi người, mình cũng có đăng ký Coles á. Tại lúc trước đi siêu thị thì thấy mình thấy là Woolworths rất là bán đồ kiểu tươi ngon hơn. Không biết nha, đó là cái cảm nhận của mình thôi. Còn Coles thì giá rẻ hơn. Thì mình đăng ký Coles trước mà lúc kiểu mình đăng ký subscription á thì nó lại có vấn đề, cho nên là mình order của Woolworths. Chứ cả hai siêu thị là đều có cái dịch vụ giao hàng này luôn nha mọi người. Đó, thì mình thử dùng tự nhiên. Hôm nay đi làm về đó mọi người, xong rồi nằm mệt quá nghỉ ngơi. Rồi tinh tinh một cái là đồ giao tới tận cửa và chỉ việc ra lấy thôi. Thì mình thấy cũng tiện. Đó, mọi người thử dùng xem thử, bởi vì hiện tại mình đang thấy đang cho miễn phí 15 đồng một tháng đó mọi người, là miễn phí nha. Dùng thử nếu thấy ok thì mình đăng ký tiếp. Còn nếu không thì mình hủy thôi mọi người ạ. Hôm nay là ngày order đồ nha mọi người. Mình còn order Uber đồ ăn nữa. Thì mình có order đồ ăn kiểu mình thèm đó mọi người, cho nên là thôi quyết tâm order luôn. Đói bụng mọi người ơi, đói bụng.
tèn tèn tèn. Đi ăn thôi. Đó muốn xỉu luôn mọi người ơi. Giờ mình sẽ unbox cái đồ ăn ra nha. Không có gì hạnh phúc bằng việc được làm mở đồ ăn ra đó mọi người. Ôi. Đặt Uber nha, Uber Eats. Sốt cái này chị sẽ ăn bỏ đó mà mọi ăn gây thương nhớ nha. Đó, bún đậu mắm tôm. Đây là phở nè mọi người, mình là nước súp phở nha mọi người, nhưng mà nó mình thấy hơi nguội đó, ăn mình phải hâm lại. Trời ơi mọi người, còn có cả gọi là gì, quẩy hả? À, ngon quá vậy. Trời ơi, nha mọi người. Bún nha, với lại đây mình order bún đậu mắm tôm nha. Ngon quá. Giờ bếp đã bày ra nha. Rây nước phở nha mọi người, mình sẽ đi hâm lại ha. Mình sẽ ăn nha mọi người. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Mình biết là mình sẽ ăn không hết cho nên là mình sẽ xớt bớt ra nha. Bởi vì một cái phần bên này nó rất là nhiều ha. Mình order vậy xong rồi mình ăn được là hai lần đó mọi người. Đó, đây là phở nha mọi người, phở thô đá. Rồi, có cục lăn bò nè. Ngon quá mọi người ơi. Trời, quá trời luôn. Lăn bò nè mọi người. Đúng miếng luôn. Chạy đúng miếng nha. Ủa có cái gì đây nữa nè mọi người. À đây là bò tái. Rồi để sau mình ăn ha. Mình ăn ăn nạm trước đi. Nạm với gân trước được rồi. Đó. Thôi đủ rồi nha mọi người. Ăn nhiều quá ăn không hết. Đó. Trời ơi, mình làm mình đang ghiền cái món bún đậu mắm tôm mọi người ơi. Ăn thôi, đói quá. Ngon lắm mọi người, nước rất là vừa ngọt nha. Bên đây công nhận order đắt là đắt thiệt nha mọi người, là cái phí giao á nó cũng mấy đô lận á, 3 đô 4 đô tùy cái khoảng cách, nhưng mà giao đồ cực kỳ là nhanh chóng luôn. Mình sẽ dừng lại thôi chứ không ăn nữa là bể bụng mất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người thích thì hãy để lại cho mình comment nhé. Chúc mọi người một buổi chiều và buổi tối thật là vui vẻ, ăn ngon miệng nhé. Bye bye.